Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 185, 170, 85 và 115 điểm. Và người đầu tiên đến với phần thi về đích này là người đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 185, đó chính là Hùng Võ. Bạn đã cảm thấy thế nào? Em có một đôi chút lo lắng. Và các bạn cổ động viên của Hùng Võ đang ngồi ở đâu đấy ạ? Xin mời tiến lên phía trước. Hùng Võ hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Cho em gọi 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm của bạn sẽ có nội dung như sau. Chúc bạn thành công. Thực vật hô hấp bằng cơ quan nào? Trả lời của em là khí khổng. Lá. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Thực vật hô hấp bằng tất cả các cơ quan của cơ thể. Đó mới là đáp án của câu hỏi này. Một câu trả lời mà khi nghe xong thì chắc hẳn là rất nhiều bạn thí sinh cảm thấy tiếc đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Hùng Võ có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Bạch Đằng Giang Phú và Bạch Đằng Hải Khẩu lần lượt là các tác phẩm của những tác giả nổi tiếng nào vào khoảng thế kỷ 14-15? Trương Hán Siêu và Nguyễn Trãi ạ. Đã giỏi bắt bóng rồi lại còn giỏi văn nữa chứ. Xin chúc mừng Hùng Võ. Hùng Võ đang có 205 điểm rồi. Và bạn còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ thôi ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Tại sao clorua vôi là muối hỗn tạp? Bởi vì clorua vôi nên tác dụng với không khí, nên tạo điều kiện cho các chất khác vào tham gia vào muối, nó là muối hỗn tạp. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Gia Huy. Dạ, câu trả lời của em là tại vì nó có hai muối khác nhau là CaCl với CaClO. Và chúng tôi đã kiểm tra câu trả lời của Gia Huy về ban cố vấn của chương trình. Và đầu tiên thì chúng ta phải để ý đến khái niệm muối hỗn tạp, tức là như thế nào. Muối của một kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau thì được gọi là muối hỗn tạp. Và câu trả lời chính xác của chúng tôi trong câu hỏi này là clorua vôi CaOCl2 là muối của canxi với hai loại gốc axit là clorua và hypochlorit, tức là Cl- và ClO-. Và như vậy là với câu trả lời của Gia Huy, bạn nói là có hai loại muối là không chính xác. Hùng Võ cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi, bạn có thể về vị trí. Người tiếp theo tham gia phần thi về đích đó chính là bạn Thành Trung. Xin mời Trung. Thành Trung hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em xin lựa chọn 20, 30, 20. 20, 30 và 20 đó là lựa chọn của Thành Trung. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thành Trung trong phần thi về đích. Nhà toán học Euler đã dùng pi để biểu thị tỷ số giữa hai đại lượng nào? Diện tích và bán kính. Diện tích hình tròn và bán kính. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của Thành Trung và xin mời các bạn thí sinh còn lại đưa ra câu trả lời. Xin mời Phương Duy đưa ra câu trả lời ạ. Dạ, câu trả lời của em là chu vi của đường tròn và đường kính của đường tròn. Và đó cũng chính là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn.
và Thành Trung. Tiếp theo sẽ là câu hỏi có giá trị 30 điểm của bạn. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Thành Trung. Chúc bạn may mắn và thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất. Phải lựa chọn thì nó mới cùng cao lên. I'm watching the new music video of Jen Bo. I'm very big fan of rap. I really like the song Trong Tim by Jen Bo. Did you know he used to work as an environmental worker for 7 years before becoming a famous rapper? Maybe that's why he's got so much experience. Mm-hmm. His rap lyrics are very close to life and loved by many people. As I said before, how long was Dan Vo an environmental worker? Good luck. Ten years. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Gia Huy. 7 years. Thầy cô có đang xem một MV của rapper Dan Vo. Và thầy chỉ có nói rằng là Dan Vo đã từng làm công nhân môi trường trong một số năm nào đó trước khi trở thành một rapper nổi tiếng. Và vì thế là anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là lời rap cũng rất gần gũi và chạm đến mọi người. Và câu hỏi của thầy là Dan đã làm công nhân môi trường trong bao nhiêu lâu? Và đáp án chính xác là 7 years. Đúng là như vậy, Gia Huy. Chúc mừng Gia Huy. Và bên cạnh đó thì Thành Trung hãy thật bình tĩnh. Những cổ động viên của Thành Trung đâu rồi ạ? Chúc Trung thật sự may mắn với câu hỏi tiếp theo. Tháng 3 năm 1907, tổ chức giáo dục nào ra đời ở nước ta chú trọng đến phương pháp học mới, cho phép học sinh tự do bàn bạc, thảo luận để cho cái họ học và thi không trái ngược với cái họ phải làm. Đống Kính Nhiều Thục ạ. Sau một vài giây lục lại trí nhớ của mình, thì Thành Trung đã xuất sắc giành thêm 20 điểm. Chúc mừng bạn! Thành Trung có thể về vị trí. Cảm ơn em. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Phương Duy. Bạn đang sở hữu số điểm 135. Và xin mời Phương Duy tiến lên phía trước. Bạn đã suy nghĩ về một đấu pháp hợp lý cho phần thi này chưa? Dạ, trước khi đưa ra lựa chọn của mình thì em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, thầy cô ở phương xa đã luôn cổ vũ cho em. Và lựa chọn của em là 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Phương Duy. Chúc bạn thành công với phần thi này. Hãy thật bình tĩnh và tự tin. Câu hỏi đầu tiên sẽ có nội dung như sau. Thế nào là điện môi bị đánh thủng? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thành Trung. Em nghĩ là khi mà nó trở thành môi trường dẫn điện. Trở thành môi trường dẫn điện. Hay nói cách khác là điện môi mất khả năng cách điện. Xin chúc mừng Thành Trung. Trong những phần thi ngày hôm nay thì Phương Duy cũng có những câu hỏi với phần bứt phá vô cùng ấn tượng. Với câu hỏi sắp tới thì Duy có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ có. Ngôi sao hy vọng dành cho Phương Duy sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m, trên đó chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp. Đây là dữ kiện về địa hình của châu lục nào? Châu Phi ạ. Đặt ngôi sao hy vọng là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất của bạn. Xin chúc mừng Phương Duy. Rất xuất sắc.
Và Phương Duy sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Nội dung của câu hỏi đó như sau. Điền những từ còn thiếu trong khổ thơ sau. Em trở về đúng nghĩa. Là máu thịt đời thường ai chẳng có. Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa. Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Tác giả Xuân Quỳnh. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Và những câu thơ này được trích trong bài Tự Hát. Và qua những câu thơ này chúng ta có thể thấy được trái tim đắm say, khát khao tình yêu của nữ sĩ. Và những từ còn thiếu là em trở về đúng nghĩa, trái tim em ạ. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Phương Duy rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Là người cuối cùng tham gia phần thi về đích, không biết là Gia Huy đang cảm thấy như thế nào? Dạ đây, khá là hồi hộp ạ. Có đúc rút được một chút bài học hay kinh nghiệm từ các bạn thí sinh trước không? Dạ, liều thì ăn nhiều thì. Vậy cứ chiến nhá. Xin mời Gia Huy. Rất đáng chờ đợi phần thi của Gia Huy đấy ạ. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Dạ, em chọn câu 232 ạ. 20, 30, 20 đó là lựa chọn của Gia Huy trong phần thi về đích này. Chúc bạn thành công. Tại SEA Games 32, cặp chị em song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vi đã góp phần quan trọng mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao Việt Nam ở bộ môn nào? Dạ, bóng rổ ạ. Lúc chị đọc câu hỏi là chị đã thấy em cười rồi. Xin chúc mừng Gia Huy, câu trả lời chính xác. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho Huy. Không biết là Huy có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không. Câu hỏi của bạn như sau. Theo luật chơi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, sau 4 vòng thi, tổng điểm cao nhất mà một thí sinh có thể giành được là bao nhiêu? 930 ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thành Trung. Câu trả lời của em là 970 điểm. Nó cấu thành từ những con số nào ạ? Ba lượt thi khởi động 80, 80, 120, 160. Tổng là 360 phần khởi động. Còn phần thi vật chướng ngại vật giải được hình ảnh là điểm tối đa là 60. Còn 160 điểm tăng tốc, còn 120 điểm là tối đa của gói mình, còn 90 điểm là từ các bạn còn lại. Như vậy là tối đa phần thi về đích có thể đạt được là 390 điểm. Cộng những con số lại, chúng ta sẽ được đáp án là 970 điểm. Chúc mừng Thành Trung. Các bạn thí sinh đã rất xuất sắc, đặc biệt là Thành Trung trong câu hỏi vừa rồi. Và đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta trong phần thi này đó chính là Gia Huy. Vì vậy, hãy dành cho Gia Huy một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho chàng trai này. Gia Huy có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ, có ạ. Ngôi sao hy vọng dành cho Gia Huy ở câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời bạn trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Quý vị khán giả và các bạn học sinh thân mến, đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, đã có biết bao sự hy sinh lớn lao của hàng vạn những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trân trọng với những gì các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, năm 2004, quần thể tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được xây dựng tại tỉnh Quảng Nam. Các bạn hãy cho biết hình tượng trung tâm của tượng đài được lấy từ hình tượng của mẹ Việt Nam anh hùng nào. Chúc các bạn thành công.
mời các bạn thí sinh còn lại. Và tín hiệu đó thuộc về Hùng Võ, xin mời bạn. Câu trả lời của em là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ạ. Đây là một câu chuyện vô cùng cảm động và đặc biệt. Nhân vật này có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đều là liệt sĩ. Là người mẹ Việt Nam anh hùng có nhiều con cháu, hy sinh nhất trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và đó chính là mẹ Thứ, Nguyễn Thị Thứ. Xin chúc mừng Hùng Võ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc thi ngày hôm nay. Gia Huy cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Cảm ơn bạn, bạn có thể về vị trí. Và xin chúc mừng Hùng Võ là người xuất sắc nhất giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Với tất cả những nỗ lực của mình thì sau cả 4 phần thi, các bạn thí sinh đã có mỗi người một số điểm cho riêng mình. Và chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm đó. Người đang dẫn đầu với 225 điểm là một thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội, bạn Đăng Nhật Hùng Võ. Bạn Nguyễn Thành Trung đến từ trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An giành được số điểm 190. 75 điểm là số điểm đến từ đại diện của trường Trung học phổ thông Hùng Vương Bình Thuận, Ngô Gia Huy. Và bạn Nguyễn Đặng Phương Duy đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh giành được số điểm 155.